Vâng, Thiên Nguyễn Đầu Đô Hải Dương xin chào mừng tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những con radio cassette vô cùng gọn gàng. Con này có thể các bác xách đi bỏ mang đi ra ngoại rất là đẳng cấp luôn và rất là gọn đấy các bác nhé. Vâng, trước mắt các bác đây là con radio cassette bao da hết sức là gọn. Con này có thương hiệu là Aiko. Aiko, con này là của Nhật Bản và thương hiệu này là của hãng Pioler các bác nhé. Pioler. Đấy. Con này là một trong những con rất là hiếm và đặc biệt là bao da còn rất là đẹp, rất là mới các bác nhé. Đấy, rất là mới luôn. Đây là cái hình thức của đài tôi đã bóc ra để trình bày cho các bác luôn. Con này nó sử dụng 4 quả pin chung các bác nhé, 4 quả pin chung, và tôi cũng sẽ review bóc cái phần trong ruột ra để cho các bác xem là con này nó ruột gan nó như thế nào. Đây các bác này, hàng Japan các bác nhé, Japan. Con này sử dụng 2 băng sóng AM và FM. Thì FM con này đã được kéo full là số rồi các bác nhé, kéo full là số rồi. Sử dụng cassette và con này tiếng rất là tốt các bác nhé, tiếng rất là tốt luôn. Con này về cơ bản thì hình thức gần có thể là giống các cái dòng của Aiva, nhưng con này lại rất đến từ tập đoàn của Pioler các bác nhé, Pioler rất là nổi tiếng luôn. Tôi sẽ test cho các bác cái chức năng của nó. Con này của nó cơ rất là tốt, cơ của nó cơ sắt hoàn toàn luôn. Đấy, và từ con này còn khá là ok, khá là ngon luôn các bác nhé. Đây tôi sẽ thử cái phần cassette trước này các bác này. Vào lòng đêm sông biên, tôi đang chạy cái phần pin các bác nhé. Tôi đang chạy pin của nó. Đây pin ở đây các bác này. 1, 2, 3, 4 quả pin chung các bác nhé. Tôi có người em tuổi đẹp trắng tròn. Con này các bác xách đi ra ngoài rất là gọn gàng luôn, có cái dây quay và chưa yêu thương. Con này có một cái nút thanh trầm các bác này, đây là to nhỏ các bác này. Tâm tư tôi rộng. Đấy, con này cơ rất là chất các bác nhá, cơ tua các bác phải giữ này các bác này, chỉ có tua lại không phải giữ thôi, tua thì phải giữ. Đấy, tất cả tua đều chạy bình thường hết các bác nhá. Tua là phải giữ luôn. Đấy, rất đẳng cấp luôn. Đây tôi sẽ tiến hành test cái phần radio cho các bác này. Radio của nó đây. Đây các bác ấn ở đây. Con này có một đồng hồ vu các bác nhé. Một đồng hồ vu. Đây là băng AM các bác nhé. Băng AM ở đây. Con này các cái phần nhôm của nó rất đẹp các bác nhé. Đây các bác nhìn tinh tôi sẽ quay rất là cận cảnh. Phần nhôm rất là đẹp luôn. Còn rất là mới các bác nhé. Đây cái phần mặt nhôm hết các bác này. Đường gốc của nó này. Đây là đường giao tiếp các bác nhé. Ngoài ra cũng có đường AUX các thứ bình thường. Con này có thể cắm được chạy điện được 100V các bác nhé. Đây là bẩn các bác nhé. Bẩn chưa sạch hết. Rất đẹp luôn. Đo ra còn rất là mới các bác nhé. Tất cả đều để Japan hết các bác nhé. Japan hết. Đo ra rất là gọn gàng, xinh xắn. Đây là cái băng sóng AM các bác nhé. AM. Cập nhật kiến thức, chia sẻ thông tin. Những vấn đề văn học nghệ thuật. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội. Dâm ngọt dành sân, hay nói đây dành sân sông cả dâm ngọt. Đây là đài Bắc Kinh các bác. Xin chào các em, đang lắng nghe chuyên mục tìm hiểu âm nhạc của ban âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Các em thân mến, tổ khúc 4 mùa xuân. Cái này có một cái phần AC các bác này. Đấy, AC này, để tắt mở AC là tự động tinh chỉnh đài xa này. Một cái nút này là để cài đặt cái đồng hồ vu này của nó các bác nhé, để nó chạy theo nhạc. Đấy, con này cũng rất to. Dành tặng cho người bảo trợ, và tước Pháp Lát Morsin, vùng Bua Hết. Ông thổi. Xin để đạt miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất tại khu vực Minh. Trong khi đó, từ 0 giờ ngày 2 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần chỉ thị số 16 trong vòng 2 tuần. Vẫn có hàng nghìn
Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh miền Trung Tây Nguyên gây ùn ứ. Ok, tôi sẽ thử cái phần FM các bác nhá. FM con này là kéo phun ở số rồi các bác nhá. Đã kéo phun ở số rồi. Nó rất tiện luôn. Để tôi kéo cái phần FM nó dài lên cho các bác này. Đấy, FM nó rất là dài. FM rất là dài luôn. Đài Tiếng Nói Việt Nam vấn bà Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc trung tâm tổ chức thương mại thế giới và hội nhập, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Việt Nam được ASEAN bổ nhiệm. Iran bác bỏ việc có dính líu tới vụ tấn công tàu chở dầu của Israel. Máy thở oxy dòng cao, 45 máy monitor theo dõi các chỉ số sức khỏe, 80 máy tiêm điện và 80 máy truyền dịch. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải tăng thời nhân lực chống dịch, đặc biệt là bác sĩ, điều dưỡng viên điều trị, hồi sức cấp cứu cho các địa phương có số ca cao như Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Một tấu bắt chước tiếng hót nhanh của chim khu gánh và sau đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, trưởng Bộ Lao động khẩn trương hơn nữa trong việc chỉ đạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực điều trị, hồi sức cấp cứu. Đấy, con này bắt rất nhiều dài các bác nhá. Và khả năng diễn tả cảnh vật và tâm trạng con người trước cơn bão. Tiếng sấm rung chớp giật khiến con người sợ hãi lúng cuống, bắn rùa mũi cũng quay cuồng nhận sự. Người nông dân không ngủ yên, lo sợ cơn bão sắp tới có thể làm hỏng mùa màng của mình. Khúc nhạc thứ ba có nhịp điệu nhanh miêu tả cơn bão mùa hè, giai điệu hối hả dồn dập miêu tả trận mưa như chút nước xuống cánh đồng, bầu trời mặt đất cùng gào thét điên cuồng. Sau đây chúng ta sẽ nghe bản hòa tấu thứ hai có tiêu đề Mùa Hạ của nhà soạn nhạc. Để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Để tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa bàn giáp xanh của các tỉnh. Con này nó là một trong con của tập đoàn Pfizer các bác nhá. Tôi sẽ tiến hành tháo cho các bác xem cái phần ruột gan của nó để các bác thấy rằng cái chất của nó là như thế nào. Con này là một trong những con rất là chất, tất cả là còn zin hết các bác nhá, cái anten là zin hết. Đây tôi sẽ tiến hành tháo cái phần ruột để các bác trải nghiệm thực tế. Và trước khi tháo ruột tôi xin phép được tháo cái pin này ra trước. Và cái pin này nó cũng sẽ biểu thị được cả cái số seri của máy các bác nhé. Để các bác để ý tinh. Khi mình mua con nào thì mình phải đặt theo đúng cái con đó. Mình cần con đó thì mình đúng con đó luôn thì nó đúng cái mình quan tâm. Đây, tôi sẽ bỏ pin ra. Đây là cái số seri của nó này các bác này. Đó, đây là số gì của máy các bác nhé. Đấy. Con này nó giữ còn rất là đẹp. Các bác để ý tinh từ các chân pin mới cong luôn. Con này là sử dụng 4 quả pin thôi nhé. Rất là tiện. Đấy. Rất là tiện luôn các bác nhé. Và cái pin này thì quá sẵn rồi. Các bác cứ bảo nó chỗ bán đi ra với các thứ là pin này rất sẵn luôn. Ok, tôi sẽ tiến hành tháo cái phần ruột của nó ra để cho các bác xem. Con này của nó zin toàn phần 100% hết các bác nhé. Cũng chưa có ai tháo lần nào và tôi cũng là người tháo đầu tiên, cũng chỉ duy nhất thay có mỗi dây cu doa thôi các bác nhé. Theo thời gian dây cu doa nó vẫn chạy bình thường nhưng mà nó hơi trục, chính vậy là tôi đã xin phép để thay cái dây doa mới để khi đến về tay các bác thì nó phải là chạy hoàn hảo chứ không phải là chạy tiếng nó rên hoặc là nó không nó trùng dây cu doa quá không được. Đấy, thì đấy cũng xin phép như thế để các bác lưu ý là rất yên tâm luôn. Tôi đã kiểm tra rất là kỹ trước khi đưa đến tay các bác rồi. Đây tôi xin phép được áo ra. Cái con này thì nó zin 100% các bác nhé và đã sẽ không lệch từ một con ốc nhỏ. Đấy, nên các bác yên tâm. Đây tôi sẽ xin phép được mở ra cho các bác xem. Đây là ốc của nó này các bác này, không có lệch một con ốc nhỏ luôn. Và đây là máy của nó các bác nhé. Máy của em thì còn mới chính con luôn. Đây, các bác để ý tinh này. Đây chúng ta được thay cái da xịn rồi. Và rất là đảm bảo rồi. Tất cả máy của nó zin vào toàn phần hết và con này đã mở rộng băng sóng rồi. Và đây là đến từ tập đoàn Pfizer các bác nhé. Pfizer loa rất là khủng luôn. Các bạn. Đó. Thì với chất lượng của con này thì các bác không phải băn khoăn.
nó quá đẳng cấp luôn. Đấy, nó quá đẳng cấp luôn chứ không phải là đẳng cấp nữa. Quá chất lượng luôn. Đấy, thì con này là một trong những con rất nhiều các bác thích. Nó là một trong những dòng hết sức là gọn. Nguồn nó đây các bác này. Hết sức gọn nhưng nó lại phun hết mọi tính năng luôn. Đấy, phun hết mọi tính năng luôn. Đấy, gọn gàng luôn các bác nhé. Còn nữa là rất đẹp luôn. Không chê thế nào luôn các bác nhé. Rất mới luôn. Đấy, mạch xịn của nó đấy các bác. Đây là công suất của nó các bác này. Công suất là sử dụng 2 công suất rất là to. Ok, tôi đã xin phép được review cho các bác một cái con đài bao da. Đó là một trong những phiên bản tầm gọn. Tức là nó cũng phun đầy đủ mọi tính năng, nhưng lại là tầm rất gọn luôn. Nó gần gọn, nó gọn giống như các cái dòng đài quân đội các bác nhé. Đấy, gọn giống như dòng đài quân đội. Và điều đặc biệt là con này là một trong những con được đến từ tập đoàn của Bueller. Và con này xuất vào các cái thị trường khác cho nên là đã đề là cái tên rất là hay, Akio. Akio là một trong những Aiko các bác nhé, Aiko. Thì bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nhé, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại dưới bài đăng. Con này là một trong những con làm trong phân khúc giá rất là phù hợp. Rất là phù hợp và nó còn giữ được tất cả các cái hiện trạng nguyên bản của nhà sản xuất. Và điều đặc biệt là con này là một trong những con gọn và lại phun hết mọi tính năng luôn cho các bác luôn. Đấy, cho nên các bác rất là dễ chơi trong vấn đề mình sử dụng. Nhất là các bác có thể vác ra ngoài đi tập thể dục hay là đi chạy bộ chẳng hạn. Thì chỉ việc đeo vào thôi, rất là gọn luôn. Đấy, và điều đặc biệt là tiếng rất là to. Mình có thể là dùng bằng pin. Đấy, các bác đi ra ngoài dùng bằng pin. Pin thì rất là, chúng ta cũng nói là pin này rất là sẵn. Pin này các bác chỉ việc ra các cái cửa hàng bán bếp ga là cái pin này người ta sẽ bán cho mình ngay, rất là sẵn luôn. Và các cái đài Nhật thì các bác biết là rất ăn tiết kiệm pin lắm, rất là tiết kiệm pin luôn. Và cái con này nó cũng có cả giao tiếp đường AUX các bác nhé, đường AUX của nó. Và tất cả của nó chạy hoàn hảo hết các bác nhé. Đây, các bác để ý tinh đường giao tiếp AUX của nó cũng có đây. Các bác chỉ việc bật về radio sau đó cắm cái này vào nó sẽ cắt đường bên trong luôn. Ok, xin phép được dừng video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nhé, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại dưới bài đăng. Đây là một trong những sản phẩm khá là gọn trong dòng bao da. Các bác có thể xách đi bộ rất là tiện dụng luôn. Và điều đặc biệt là con này phun mọi tính năng hết. Tất cả các tính năng nó sẽ hoàn hảo hết các bác nhé. Và nó là hàng nổi tiếng của đến từ tập đoàn Bueller Nhật Bản. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé.